Trọng kính cha tổng, kính thưa quý ông bà, các bậc phụ huynh cùng các cháu họ, hôm nay được sự quan tâm cách đặc biệt của cha tổng đại diện, mình sẽ trao quà cho các cháu học sinh của giáo họ trong học giỏi năm học 2020-2021. Để trước hết là cũng chúng con dâng lời tạ ơn Chúa hai thánh quan thầy đã ban cho các cháu được một năm học được mạnh khỏe và biết vâng lời ông bà cha mẹ các thầy cô để đạt được cái kết quả trong năm học vừa qua. Con thay lời cho nó xin kính chúc các cháu sang năm học mới tiếp tục phấn đấu để đạt được danh hiệu hơn năm 2020 và năm 2021. Vậy giờ đây xin các cháu có tên lên trước để xếp hàng để cha hội diện sẽ trao quà cho các cháu. Đây là học sinh, các cháu học sinh tiên tiến của giáo họ. Một, em Phạm Thế Nghị, 12 A5. Hai, em Nguyễn Anh Tuấn, lớp 10 A7. Xin cho các cháu đi luôn. Ba, em Nguyễn Thành Tâm, lớp 7C. Bốn, em Vũ Tiến Diệp, lớp 8A. Năm, em Nguyễn Hải Minh, lớp 7C. 6, em Vũ Đức Huy, lớp 8A. 7, em Nguyễn Thanh Trúc, lớp 8B. 8, em Nguyễn Anh Tuấn, lớp 7C. 9, em Nguyễn Trung Anh, lớp 6A. 10, em Trần Long Nhật, lớp 7C. 11, em Vũ Ngọc Khánh, 11A6. 12, em Nguyễn Thị Phương Chi, 11A5. 12, 13, em Phạm Thu Hà, 12A6. Em Vũ Hà Linh, lớp 6C. 16, em Phạm Đình Quyết, lớp 6A. 17, em Bùi Minh Đức, lớp 7B. Giờ đây con xin cha tổng xuống trao quà cho các cháu trong giáo họ xuống còn. Xin các cháu ở đây thẳng để chúng tôi hiểu. Rồi. Đây chống đơn phây nhé. Để tập biết đấy.
Tiếp theo là các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Một, em Phạm Thí Đào, lớp 10, A4. Hai, em Phạm Anh Thư, lớp 8A. Hai, ba, em Nguyễn Phương Thảo, 12A7. Bốn, em Nguyễn Thị Thu Vân, lớp 9A. Năm, em Phạm Hương Giang, lớp 2A. Sáu, em Hoàng Thái Sang, lớp 5D. Bảy, em Vũ Việt Hưng, lớp 8A. Tám, em Đào Quỳnh Trang, lớp 9A. Đào Quỳnh Trang. Mười, chín là em Nguyễn Xuân Lộc, lớp 6B. 10, em Nguyễn Quang Dũng, lớp 6B. 11, em Nguyễn Thu Giang, lớp 9B. 12, em Vũ Văn Việt, lớp 11, A9. 13, em Đặng Hà Linh, lớp 1G. 14, em Vũ Vĩnh, lớp 9A. 15, em Nguyễn Anh Đức, lớp 7C. 16, em Nguyễn Vũ Ngọc Linh, lớp 6C. 17, em Nguyễn Khánh Linh, lớp 7A. 18, em Vũ Thanh Hà, lớp 5B. Em Vũ Thanh Hà, lớp 5B. 19, em Vũ Anh Tú, lớp 2C. 20, em Phạm Thu Ngân, lớp 5B. 21, em Đoàn Vũ Minh Khuê, lớp 4E. 22, em Phạm Thu Hoàng, sinh viên đại học, là kết thúc khóa đại học năm. 24, em Vũ Đinh Ngọc Diệp, lớp 3A. Khoa Đồng Bình và Lan. 25, em Vũ Quang Tùng, Vũ Dương Tùng, lớp 5B. Em Vũ Dương Tùng xuống ạ. 26, em Trần Vũ Ngọc Hà, lớp 8A. 今天真的挺美的，比较早，你说嘛，这小法上看看少。hai tay à? Thì là trăm tiền công không bằng bằng một đồng tiền thưởng. Xin chào, cảm ơn trang. Xin các cháu cảm ơn trang.
bán sáu về số. Con là thầy là cho cháu họ xin cảm ơn trang tổng quý vị và các bậc phụ huynh và tất cả các cháu để xin được và cùng luôn luôn động viên các cháu để các cháu cố gắng là thành tích trong năm học tới. Còn thầy cũng nói cảm ơn trang.